tất cả các bạn, hiện nay thì laptop giống như là một thiết bị không thể thiếu đối với mỗi người rồi. Và nếu như trước đây khi mà chúng ta ra quyết định mua chiếc laptop thì nó chỉ dừng lại ở việc là một cái công cụ để giúp cho các bạn hoàn thành những cái tác vụ trong học tập hoặc là công việc của mình thôi, thì bây giờ nó không còn như vậy nữa. Laptop bây giờ giống như là một món phụ kiện để có thể thể hiện được cái cá tính của người chủ sở hữu của nó. Đó chính là lý do mà hầu hết những cái hãng laptop hiện nay thì họ đều đầu tư rất là nhiều về cái thiết kế bên ngoài của những chiếc laptop hiện đại của mình nè. Bên cạnh đó là đầu tư thêm về cái cấu hình bên trong và những tiện ích bổ sung thêm cho chiếc laptop nữa. Vì thế là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cái đặc điểm để chúng ta có thể nhận dạng được một chiếc laptop chuẩn hiện đại bây giờ nhé. Những chiếc laptop hiện đại ngày nay thì phải nhắc đến ổ cứng SSD của nó. Bởi vì những chiếc laptop truyền thống trước đây thì nó sẽ được trang bị ổ cứng HDD với rất là nhiều những cái trở ngại khi mà chúng ta sử dụng. Và hiện tại khi mà các bạn mua những chiếc laptop hiện đại thì hầu hết nó đều được gắn sẵn ổ cứng SSD với rất là nhiều những cái hỗ trợ cho người dùng. Đầu tiên, ổ cứng SSD chắc chắn là nó sẽ cho một cái khả năng truy xuất dữ liệu nè, khả năng mở máy nhanh hơn rất là nhiều so với lại ổ HDD truyền thống. Bên cạnh đó thì SSD nó cũng sẽ mang lại một cái độ bền cao hơn, cũng như là khi mà sử dụng thì nó sẽ không phát ra quá là nhiều tiếng ồn như là khi mà các bạn sử dụng HDD. Tiếp đến sẽ là phần thiết kế. Khi mà các bạn đặt một chiếc laptop với thiết kế hiện đại kế bên một chiếc laptop có kiểu thiết kế truyền thống thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy một cái sự cách biệt rất là lớn. Như mình đang có ở đây là chiếc HP Envy, là một đại diện tiêu biểu cho những chiếc laptop có thiết kế hiện đại gần đây. Như các bạn có thể thấy thì HP Envy sẽ được hoàn thiện với một cái ngoại hình khá là nhỏ nhắn, mỏng để có thể đáp ứng được cái nhu cầu di động cao của người dùng. Chiếc HP Envy này nó sẽ có kích thước màn hình là 13.3 inch, tuy nhiên cái kích thước tổng thể của nó sẽ nhỏ hơn khá là nhiều so với một chiếc laptop 13.3 inch theo kiểu truyền thống. Bởi vì hầu hết các nhà sản xuất hiện nay họ đều có một cái kiểu thiết kế màn hình, đó chính là viền màn hình siêu mỏng. Theo đó thì cái viền màn hình sẽ được thu nhỏ hết cỡ để cho chúng ta vẫn có thể giữ nguyên được cái kích thước màn hình. Tuy nhiên cái kích thước tổng thể của máy sẽ được thu gọn lại rất là nhiều. Bên cạnh đó thì những chiếc laptop hiện đại ngày nay thì nó đều được hoàn thiện rất là mỏng. Và cái quy chuẩn chung của nó thì sẽ là mỏng hơn 2cm và nó sẽ nhẹ hơn 1.8kg. Vì thế nếu như bạn nào mà chúng ta có một cái yêu cầu di động cao cho chiếc laptop của mình thì các bạn nên chọn những chiếc laptop với thiết kế hiện đại nha. Bên cạnh đó thì chiếc HP Envy của mình nó cũng sẽ được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại rất là cao cấp và bền bỉ nữa. Và để có thể đạt được một cái độ mỏng như vậy thì các nhà sản xuất đã loại bỏ một số cái cổng kết nối không cần thiết rồi, và chỉ chừa lại những cái cổng kết nối mà thực sự cần thiết cho những cái công việc của các bạn hàng ngày thôi. Và mình thấy là với những cái cổng kết nối được trang bị trên chiếc HP Envy này thì mình vẫn có thể sử dụng thoải mái và không có thiếu bất kỳ một cổng kết nối nào cả. Một cái đặc điểm nữa của những chiếc laptop hiện đại ngày nay đó chính là hầu hết nó đều được trang bị nguyên bản quyền. Khi mà các bạn mua về thì cái điều này nó sẽ rất là tiện lợi, các bạn sẽ không cần phải bỏ thêm bất kỳ chi phí nào để cài Win, hoặc là các bạn sẽ không phải cài lậu xong sau đó nhận những cái hậu quả về sau. Bên cạnh nguyên bản quyền được trang bị sẵn thì các bạn nên có cho mình bộ Office 365 để có thể phục vụ cho nhu cầu làm việc của mình tốt hơn. Office 365 thì nó sẽ có đầy đủ những cái phiên bản mới nhất của các phần mềm văn phòng chuyên dụng như là Word, Excel, PowerPoint. Và khi mà các bạn muốn nâng cấp thì chúng ta cũng sẽ được nâng cấp miễn phí và được cập nhật nhanh nhất từ Microsoft. Khi mà các bạn sử dụng bộ Office 365 thì trong đó nó sẽ có thêm 1TB lưu trữ trên OneDrive nữa. Sẽ rất là tiện lợi, các bạn sẽ không cần phải bỏ tiền để mua những cái dung lượng lưu trữ đám mây khác, mà chúng ta sẽ có một cái không gian rộng lớn để có thể lưu trữ và truy cập dữ liệu bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Và cuối cùng, với bộ Office 365 thì các bạn sẽ được tặng kèm 60 phút gọi Skype miễn phí mỗi tháng dành cho số di động hoặc là số điện thoại cố định.
Và vừa rồi thì mình đã chỉ cho các bạn những đặc điểm để chúng ta có thể nhận dạng một chiếc laptop hiện đại ngày nay. Đầu tiên đó chính là nó sẽ có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn nè, mỏng nhẹ để có một cái tính linh động cao, phù hợp với lại cái nhịp sống và cái nguồn công việc hiện nay các bạn có thể mang đi khắp nơi và làm việc được. Thứ hai đó chính là nó sẽ được đầu tư rất là nhiều về phần cấu hình với một cái ổ cứng SSD, mang đến cho người dùng một cái trải nghiệm mượt mà hơn, nhanh chóng hơn trên chiếc laptop của mình. Và cuối cùng đó chính là Win 10 bản quyền được tặng kèm khi mà các bạn mua laptop. Bên cạnh đó thì nếu mà các bạn sử dụng kèm với lại bộ Office 365 thì sẽ có rất nhiều những cái tiện ích, được cập nhật những cái phần mềm của Microsoft nhanh nhất và miễn phí nè, 1TB OneDrive miễn phí, kèm theo đó là 60 phút gọi Skype miễn phí mỗi tháng nữa, rất là nhiều thứ đúng không? Và nếu mà các bạn muốn mua laptop thì các bạn có thể tham khảo những chiếc laptop đang có những chương trình ưu đãi rất là tốt tại FPT Shop nha. Không biết là sau khi xem video này thì các bạn có ấn tượng hoặc là có một cái suy nghĩ như thế nào về dòng laptop hiện đại cũng như là những dòng laptop truyền thống như trước đây thì có thể comment bên dưới chia sẻ ý kiến cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like và subscribe FPT Shop channel nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.